Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu và một làng kia có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta nghe bài phúc âm ngày hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu vào trong nhà chị Marta, trong khi Marta thì tất bật lo việc phục vụ Chúa trong việc làm đồ ăn để mà thiết đãi Chúa, còn cô em gái thì lại cứ ngồi dưới bên chân Chúa để mà nghe lời người dạy thôi. Và cô chị thấy vậy không có được và nói như là trách Chúa: em con cứ để mình một mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo em con giúp con một tay. Và Chúa đã nói với Marta rằng là: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, và ma chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi. Đức Hồng Y Martini ngài nói rằng là Maria là cái người mà chị nhìn ra được cái tổng thể, cái cốt lõi ở trong cuộc sống của mình, đó là lắng nghe lời Chúa và sống với Chúa mà thôi. Đương nhiên việc phục vụ của Marta cũng quan trọng chứ, cũng hay lắm chứ, nhưng mà nó chỉ là cái thứ yếu thôi, cái chính yếu. Và trước tiên phải là việc lắng nghe lời Chúa đã, còn cái chuyện ăn uống, cái chuyện thế gian gì đến sau. Và ngày hôm nay trong đời sống chúng ta được mời gọi để luôn quan tâm cái gì là cốt yếu nhất trong đời sống chúng ta. Cái gì? Có lòng yêu mến Chúa không? Có phụng sự Chúa không? Có lắng nghe lời Chúa không? Có sống đời sống thánh thiện trước tiên không? Cái đó phải là trước tiên. Và chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh Catarina Siena thì chúng ta có thể thấy được là chính thánh nữ đã sống cái gì là cốt yếu nhất trong đời sống của mình, là sống cho Chúa, cho hội thánh và cho tha nhân. Đó là cái cốt lõi nhất trong đời sống. Thánh nữ Catarina Siena sinh năm 1347 tại Siena, nước Ý. Ngài là người con thứ 24 trong gia đình 25 người con. Tôi thấy cái tưởng tượng kinh khủng. Và gia đình này còn chưa bằng lòng, nó vẫn còn thêm một người con nuôi nữa cơ. Và về sau cái người chị em mà sinh đôi với ngài mất, cho nên là ngài trở thành người con út ở trong gia đình. Và năm 6 tuổi á thì thánh nữ sang nhà chị của mình nhá, và trên đường về á thì ngài đã nhìn ở trên nóc nhà thờ thấy hình Chúa Giêsu hiện ra với ngài, và từ đấy cuộc đời ngài đổi thay. Chỉ có lúc đó 6 tuổi thôi mà đã hoàn toàn đã sống cái tinh thần tận hiến cho Chúa rồi. Và ngài luôn luôn cầu nguyện, một em bé mà luôn sống tinh thần cầu nguyện rồi, thích sống ở trong phòng để cầu nguyện, rất ít khi ra ngoài. Đến độ mà cha mẹ ngài nhìn như ngài nhìn ngài như đứa con cứng đầu, cứng cổ vậy, sống khác. Cha mẹ ngài cũng muốn rằng là ngài cũng phải là nằm ráng chứ, con gái thì phải nằm ráng, con gái mà không nằm ráng thì chả ai quan tâm. Mà cái tính tự nhiên con gái nào vậy, trời phú là vậy, nằm thích nằm ráng.
Đây thì Katharina chả làm ráng gì cả. Và đương nhiên cha mẹ ngài cũng muốn ngài lấy chồng chứ, nhưng mà không. À, đến độ mà khi mà cha mẹ ngài nhìn thấy ngài cầu nguyện trong nhà thì có hình chim bồ câu đó, không? Trong khi ngài cầu nguyện đó, chính cha mẹ ngài nhìn thấy hình chim bồ câu ở trên đầu ngài khi mà ngài cầu nguyện như vậy. Cho nên cha mẹ ngài không ngăn cản nữa, vì thế con mình rất là đặc biệt khác, không có ngăn cản con mình sống đời sống hoàn toàn tận hiến cho Chúa nữa. Và 16 tuổi thì thánh nữ đã khấn vào dòng ba đa minh, không phải là dòng hai. Dòng hai là hoàn toàn là các sơ, dòng nhất là các cha. Trong đa minh có ba cấp như vậy, đó là các cha do dành cho các nữ tu, và bậc nữa là dành cho huynh đoàn đa minh. Thì Katharina chỉ khấn ở trong huynh đoàn đa minh thôi, và Chúa sống gia đình mà thôi. Vậy mà nhờ đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, ngài lãnh nhận được tất cả những gì mà Chúa mặc khải cho ngài, mà đến độ các nhà triết học thần học cũng không thể tưởng tượng được. Mà về sau này khi mà thánh nữ khi mà trình bày một vấn đề gì đấy hay là truyền giáo gì đấy thì người ta lạ lắm đấy, nhờ sống với Chúa hết. Một cô gái không biết chữ mà Chúa ban cho cỡ như vậy. Và đến độ về sau rồi ngày lớn ngày mới học nó viết chữ cỡ vậy. Việc Chúa làm không tưởng tượng được, chỉ nhờ đời sống cầu nguyện mà thôi Chúa làm vậy. Đến năm 29 tuổi á, ngài là cái người mà gọi là đi ra đời á, thuyết phục ông hoàng nọ ông hoàng kia, vua chúa nọ vua chúa kia, để mà có cái sự hòa bình với nhau, không còn cạnh tranh nữa, không còn chiến tranh nữa, đến cỡ như vậy. Và chính ngài đã xin Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 11 đang gọi là lưu vong ở bên Avignon nước Pháp, cầu xin Đức Giáo hoàng trở về Roma ngay. Chúng ta thấy một vị thánh nữ thôi, chúng ta thấy không tưởng tượng được. Ngài có hàng mấy ngàn bức thư viết cho các cái vị lãnh đạo các quốc gia, các thành phố, mấy ngàn bức thư một vị thánh. Một lúc ngài có thể đọc cho mấy thư ký viết. Chú ban cho cỡ như vậy đó. Chúng ta không thể nói hết về thánh nữ được, mà tôi chia sẻ một chút về cuộc đời thánh nữ, chú ban cho như vậy đấy. Và tôi xin chia sẻ thêm về con đường hay là linh đạo của thánh nữ Katharina, và tôi vẫn thích và đã từng chia sẻ với cộng đoàn, đó là thánh nữ đưa ra ba bậc trong đời sống thiêng liêng. Đó là bậc thứ nhất, đó là một kẻ làm thuê. Một người thấp nhất trong đời sống thiêng liêng với Chúa là bậc ở bậc như kẻ đi làm thuê, giống như người làm công thôi, không có lòng yêu mến gì hết, hay thiếu lòng yêu mến, bậc bất toàn lắm. Chúng ta sống với Chúa trong sự sợ hãi, một sự sợ hãi nô lệ. Một người mà luôn sống trong sự sợ hãi kiểu nô lệ như vậy thì còn đang ở mức thấp, còn đang ở mức bất toàn lắm, còn thấp. Chỉ khi vượt lên sự sợ hãi bất toàn như vậy, dần dần đến bậc thứ hai, bậc người tôi tớ trung thành, đó, luôn có ý hướng để mà đáp lại tình thương của Chúa. Mà bậc thứ hai với cái nhìn của thánh Katharina Siena là bậc chọn lành rồi đấy. Một người tôi tớ trung thành thì đã là người chọn lành rồi, luôn luôn có ý hướng để mà làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự, thì đang ở bậc chọn lành. Và bậc thứ ba là bậc rất chọn lành thì rất ít người. Với cái nhìn của thánh Katharina Siena là như vậy, rất ít người được lên bậc thứ ba trong đời sống thiêng liêng, là bậc con cái, người con thảo đối với Chúa. Trong đời sống của chúng ta, cái việc mà sống cho Chúa là quyết định tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta, quyết định tất cả mọi sự. Chỉ nhờ sống với Chúa thôi
thì chúng ta mới có thể sống tốt đẹp với anh chị em chúng ta mà thôi. Nếu mà không tha thiết sống với Chúa thì cũng không có cái gì, và rất là khó để chúng ta sống được, sống tốt đẹp được. Vì vậy Thánh Catharina Siena là mẫu gương cho chúng ta trong đời sống với Chúa và tha thiết phục vụ hội thánh và tha nhân. Chúng ta cầu xin cho trong đời sống của mình luôn nhờ không ngừng biết sống với Chúa những gì cốt lõi, những gì căn bản, để mà nhờ vậy chúng ta biết sống theo con đường Chúa dạy dỗ chúng ta, đó là mến Chúa và yêu người.